xin ai kia tha thứ những lỗi lầm xưa. Yêu cô nương xin hãy xót thương. Ta nhất nghe cùng nhau đoàn tình hà, chớ nên thông thiết đã không nghĩ tình nghĩa cùng kết giao. Tiêu anh phùng làm mưa kẻ gian bài ra. Kiều nương ơi xin nàng giùm thương yêu cho lòng anh. Sóng ban đàn ngỡ nghiêng điều tàn, do loài cuồng gian ác phản thân. Ôi câm đi, người đã nghĩ bao đau sâu, làm buồn cho thân hồng nhan. Quyết không tin nơi người, ta sẽ không tha thứ cho người. Thầm gian cầu tiêu nương xin hãy thứ tha hoàng gia. Ta thề không tha kẻ ba tình, linh truyền ta bán nhớ nơi này. Tiêu anh phùng quỳ xuống, quỳ xuống dân. Ta quỳ xuống đi, không phải vì khiếp sợ quay ai, mà cũng không phải vì tham sanh quy tử. Mà là một lần ta lỗi với người đã vì ta, mà ngậm đắng nuốt cay hứng chịu bao nỗi quan tình. Lời quán trách mặt tình nại sự liệu giết thân, đó chẳng nghĩ gì nghĩa cố tình xưa. Gác hoài tay lời biện minh phân dài, ta quỳ xuống đây người hãy xuống tay sát tử. Ta chết đi mà không oán hận một lời. Bởi do quân ác gian bài mưu, tình nghĩa xưa nay đành cánh chia. Do người phối dòng mờ nói quan tâm hơn. Nếu người đã khăng khăng xem chuyện xưa là thù là quan, thì xuống tay đi cho người ngoài quán hờn. Cũng tại ta quá tin vào lòng dạ người xưa, nên tự mình tìm đường về cõi chết. Lời đã cạn mặt tình ai ta giết, chỉ tiếc cơ nghiệp hoàng gia đành sụp đổ tan tành. Lời díu ngọt xin nàng nhẹ tay, một ngày cũng nghĩa sao nỡ đoán đành quên ân tình ngày cũ. Xin hãy nhẹ tay mà nghĩ chút
cứu tình. Sao giữa buổi lắm triều không nghĩ đến tình xưa mà cứ khăng khăng buộc tôi phán thần không nghe lời biện minh. Tiểu nương hãy rộng lòng mà nghe vài câu đời anh giải phân để em tưởng à tình lời buồn gian sắp bài kế mưu đoạn ly đã ngờ quán cho nàng xin nghĩ tình xưa bỏ qua lỗi lầm. Tìm yêu đã ngồi tàn từ lâu à tình xưa đã phai nhắc chi thêm phiền hận thù ta nay quyết chưa hận mới dời thù xưa hãy nhường cơm giáo thay lời người đã phù giống cách chi ta đoạn tình. Nếu nàng không thương thì hãy xuống lệnh với ta đi lệnh truyền lâu lắng nghe lời bắt hoàng tử về Bạch Sơn đâu. Giờ thốt ra eo quá muộn phải chi trước kia nghe được những lời lẽ hôm nay thì đâu có sầu thảm đắng cay đâu có nghẹn ngào uất hận. Lâu la đem cung tiễn ra đây ba mũi tên này dành cho người bội bạc. Mũi tên thứ nhất ta sẽ bắn đứt hai tay để khỏi còn nghe bọn bất lương gió tiếng một lời ngon ám hại kẻ trung thần. Mũi tên thứ hai bắn ngay đầu lưỡi đã thốt những lời đen bạc điếu hoa. Mũi tên thứ ba này bắn trúng trái tim bạc tình bạc nghĩa bất nhân để làm gương cho các bậc nam nhi bỏ ngôi trăng qua bội nghĩa dòng tình đã chết một lần sẽ bỏ thôi bạc đen. Dứt tiếng nếm 1 2 3 ta sẽ xả tiếng 1 2 cầu xin nương tiên thương tha hoàng quân tình xưa giao ước xuống tay đằng sau làm tình âm mưu ác gian đã gây đến chia tình thông chiếm môi dương hòa lòng ta không vui đớn đau thề xưa tan theo gió mây giờ đây ra ta giết ngay thỏa bao hờn căm hận thù giờ nên xóa tàn nắm tay kẹp dài chung sức chống quân phản loạn. Lời em khuyên hiền ti chia tình riêng lo cho đất nước rót gây tôi mang có mong tùng xanh ốc tơ đanh tan ơi bà tình là xả tiếng tỷ nương. Tỷ nương ơi giàu chẳng xót thương cũng xin nhớ lời ngài xưa đoán thề hãy vì em mà dung tha cho hoàng huynh toàn mạng sống thì ơn đất kia xin nguyện tác giả thương nên mới ở
cùng ai hỡi em, thấu cho tấm lòng trung nghĩa vẹn toàn, cùng ai kết nghĩa chị em. Những câu đoan thề sao đành tâm lãng quên, lòng đau nỗi đau khôn cùng, tỷ nương bớt giận bình tâm nghĩ suy. Quán gia gì đâu, số ta còn nặng nợ nên em mới tới kịp nơi này để bài giải khuyên ngăn. Hay mặt ái kia ta muốn mổ mật bánh gan, nhưng thật ra cũng thầm nghĩ đau lòng xót da. Thôi được rồi, để ta mở trói rồi tập hợp lâu la, cùng trở lại trường cá tiêu diệt bọn gian thần phú nguy nghiệp đây. Đại mặt phơi gan thử coi ai đó có còn bảo ta là tặc tử loạn thần. Chuyện cũ qua rồi thôi hãy quên đi, sao tỉ tỉ còn thốt lời cay đắng. Hãy nắm tay nhau vui ngày tương hội, nhắc lại làm chi